Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng khám phá vườn dược liệu của Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường, nơi chúng tôi trồng và chăm sóc cây dây thìa canh lá to, một dược liệu quý giá được biết đến với công dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Dây thìa canh đã được sử dụng trong y học cổ truyền hàng ngàn năm qua, đặc biệt tại Ấn Độ và Việt Nam. Với khả năng ức chế hấp thụ đường và kích thích sản xuất insulin tự nhiên, cây này là cứu cánh cho những ai đang gặp vấn đề về đường huyết cao. Tại Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường, cây dây thìa canh được trồng hoàn toàn hữu cơ, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào. Chúng tôi chăm sóc cẩn thận từ việc tưới nước, bón phân hữu cơ cho đến việc thường xuyên kiểm tra tình trạng cây. Mỗi khóm dây thìa canh đều được chăm sóc kỹ lưỡng để giữ nguyên dược tính tự nhiên. Cây dây thìa canh tại đây được thu hoạch đúng thời điểm khi lá và thân cây đạt dược tính tốt nhất. Mỗi lần thu hoạch, chúng tôi chọn lọc những lá to, xanh mướt và xử lý ngay để giữ lại toàn bộ các chất có lợi cho sức khỏe. Dây thìa canh không chỉ giúp giảm hấp thụ đường từ ruột mà còn tăng cường sản xuất insulin tự nhiên, từ đó giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Đây là một giải pháp tự nhiên, an toàn cho những người bị tiểu đường type 1 và type 2. Từ những lá dây thìa canh được trồng sạch và thu hoạch cẩn thận, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm cao dây thìa canh. Cao dây thìa canh giữ trọn vẹn dược tính của cây, giúp bạn dễ dàng sử dụng để hỗ trợ điều trị tiểu đường. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp vấn đề về tiểu đường, hãy thử ngay sản phẩm cao dây thìa canh từ vườn dược liệu của Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng nhất, an toàn cho sức khỏe. Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường đồng hành cùng sức khỏe của bạn từ thiên nhiên.